Và đây là món cơm gà xới mỡ. Với công thức ngày hôm nay của mình thì không quá cầu kỳ và phức tạp, rất là đơn giản, bạn nào cũng có thể làm được. Thịt gà của mình mềm, và bên ngoài nó sẽ giòn của da gà, rất là ngon. Phần cơm này là mình sẽ dùng cái nước luộc gà để mình nấu á, nên cơm nó sẽ thấm gia vị và nó có cái màu vàng rất là đẹp. Thành nó thích món này thì mình cùng nhau bắt tay vào làm nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món cơm đùi gà chiên giòn. Về nguyên liệu ở đây mình dùng là khoảng 800 g đùi gà gốc tư. Các bạn vẫn có thể là mình dùng đùi tỏi vẫn được. Công thức này thì mình dùng 800 g, các bạn dùng 1 kg cũng được, không nhất thiết là phải đúng 800 g của mình. Tại vì những cái món ăn thông thường thì nó sẽ không cần phải chính xác quá. Chủ yếu là những cái món bánh như là bánh bông lan, bánh quy, các loại bánh khác thì nó cần phải đúng cân lượng chính xác. Mình đã cho đùi gà vào một cái chảo rồi. Chảo này mình không có cần cho dầu ăn gì hết nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nêm gia vị vào đây. Nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê tiêu, và các bạn chú ý là tiêu là mình để nguyên hạt nha, tiêu này đã rang rồi. Nửa muỗng cà phê đường, do món này là món chiên nên mình sẽ nêm một ít đường vậy thôi. Một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê bột nghệ. Mình không có sử dụng nhiều nha các bạn, 1/4 là được rồi. Nửa muỗng cà phê bột ớt, nửa muỗng cà phê bột hành khô. Hành khô ở đây là hành tím khô á các bạn. Khoảng nửa muỗng cà phê bột tỏi, hoặc là nhiều hơn một chút cũng được nữa. Về gia vị bột tỏi và bột hành tím á, các bạn không có thì các bạn dùng tỏi tươi với hành tím tươi, các bạn giã giã nhuyễn rồi các bạn cho vào đây luôn. Tiếp theo là ba loại gia vị không thể thiếu là đinh hương. Đinh hương thì mình dùng khoảng 4 cái đinh hương như thế này, mình cho vào. Hoa hồi mình sẽ dùng là một cái hoa hồi bự, cái này nó bị bể phân nửa nên mình sẽ dùng 2 cái như thế này nha các bạn. Quế cây, quế cây thì mình dùng một nhánh nhỏ thôi, như thế này là được rồi nha. Không có ba loại gia vị như là quế cây, đinh hương, hoa hồi á, thì các bạn thay thế tạm thời cho mình bằng 1/4 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Nếu có những cái loại mà gia vị như thế này nè thì các bạn dùng, tại vì ngũ vị hương á, cái mùi nó hơi nồng hơn so với cái những cái gia vị cay như thế này. Cái mùi nó sẽ thoang thoảng, nó thơm dễ chịu hơn là ngũ vị hương. Mùi ngũ vị hương thì nó sẽ gắt hơn nha. Thì ngũ vị hương cũng là được làm từ những cái loại này, người ta xay thành bột, nhưng mà không biết trong đó người ta sẽ trộn thêm những gì nữa, nhiều lắm, nó cũng nhiều loại lắm, nhưng mà nó mùi nó rất là nồng. Mình sẽ cho vào đây là khoảng 100 g nước, không có cho nhiều nha các bạn, một ít thôi, tại vì một hồi gà nó còn ra nước nữa. Một ít như thế này là được nha. Bây giờ mình sẽ trộn đều nó trước một cái rồi mình hả bật bếp lên mình nấu. Sau khi trộn đều là mình lật nó lên nha các bạn, lật cho cái mặt da nó hướng lên trên. Bây giờ mình sẽ để lửa lớn cho nó nóng chảo lên, đồng thời mình mới hạ xuống lửa vừa. Mình sẽ đậy nắp lại luôn nha. Chảo đã nóng rồi, nó bắt đầu nó sôi rồi, mình sẽ hạ xuống lửa vừa. Mình sẽ nấu từ từ và bắt đầu tính thời gian nha. Khi các bạn nấu được khoảng 5 phút thì các bạn hạ xuống lửa nhỏ thôi. Tại vì mình nấu cái lửa mà vừa hoặc lửa lớn thì nó rất là mau cạn nước. Mình để từ từ cho gà nó ra nước để nó tự làm chín luôn.
Mình nấu thêm được 5 phút, bây giờ mình sẽ lật trở mặt lại. Rồi mình sẽ đậy nắp và nấu tiếp tục nha. Phần đùi gà thì mình chỉ cần nấu thêm khoảng 10 đến 12 phút đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Mình sẽ gắp cái phần đùi gà ra. Đùi gà sau khi mà lấy ra, các bạn lật cái mặt da lên trên nha. Mình dùng khăn giấy mình thấm thấm cái phần da nha. Rồi các bạn để trước quạt gió, mình quạt cho nó hơi cái khô da chút xíu, mình quạt khoảng 15 phút hoặc là nửa tiếng. Tốt nhất thì được 1 tiếng thì mình chiên nó sẽ giòn cái da ngon hơn. Rồi cái phần nước này bây giờ mình sẽ lược nó lại nha. Phần nước luộc gà thì mình đã lược nó lại rồi. Mình sẽ cho vào gạo sau khi mà mình vo sạch đó các bạn. Mình nấu cơm theo kiểu bình thường thôi. Tùy theo gạo ở nhà các bạn như thế nào mà mình cho lượng nước thích hợp nha. Cái phần nước luộc gà nó cũng sẽ hơi mặn, do đó là mình sẽ cho cũng vừa phải thôi. Mình sẽ cho bao nhiêu đây nha. Rồi mình sẽ thêm nước lọc vào để cho nó đủ. Mình sẽ nấu cơm như nhà mình nấu thôi nha các bạn. Gà sau khi mà mình đã làm nguội cái phần da rồi đó các bạn, mình sẽ đem đi chiên nha. Mình đợi dầu nóng mình cho vào và mình chiên với lửa lớn. Mình sẽ chiên trước hai cái đùi. Mình sẽ dùng cái vá mình chan dầu lên như vậy nè các bạn, cho nó nhanh giòn cái da. Còn nếu như mình nó ngập mà qua dầu nó ngập qua khỏi cái mặt da thì mình thổi xối. Rồi mình sẽ chiên với lửa lớn từ từ cho nó vàng nha. Mình chiên khoảng là 6 phút là nó vàng rồi các bạn. Rất là nhanh. Mình sẽ gắp ra mình chiên tiếp tục với mẻ còn lại. Tại vì gà mình đã làm chín rồi, mình sẽ chiên với lửa lớn như vậy đó, thì cái gà bên trong nó sẽ không có bị khô. Gà mình đã xới mỡ xong rồi nè các bạn. Cái da nó căng phồng rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu trình bày ra nha. Cơm mình thì mình cũng đã nấu chín rồi. Cơm thì mình đã nấu xong rồi các bạn. Màu cơm rất là đẹp. Nó vừa có màu vàng của nghệ và màu vàng của mỡ gà nên rất là thơm. Cơm nó cũng đã vừa ăn rồi các bạn. Cái phần gia vị á, mà cái nước hồi nãy mình chế vào nó cũng vừa phải. Ăn kèm thì các bạn có thể là mình ăn chung với nước tương và ớt tươi hoặc là xì dầu. Hôm nay thì mình ăn chung với cái xì dầu á, nên cái màu nó sẽ đậm hơn nước tương nha. Hoặc là tương ớt, tương cà tùy các bạn nha. Phần cơm của mình đã trình bày ra xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Bây giờ mình sẽ ăn thử phần thịt gà của mình nha. Bên ngoài cái da nó giòn nè các bạn. Ngoài giòn mà trong mềm. Tại vì mình chiên với lửa lớn đó các bạn. Chứ nếu như mà mình để gà sống mà mình chiên đến khi mà nó vàng nó giòn thì thịt bên trong nó sẽ bị khô. Còn cái này thì gà giống như là mình đã hấp chín rồi. Đó, thịt mềm nè. Phần thịt thơm rất là ngon các bạn.
Màu sắc cơm thì rất là đẹp. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.